Thưa quý vị, đây là bức ảnh mới nhất được chụp trên một chuyến bay xuống ở Los Angeles. Mọi người vẫy tay chào mừng và trên mặt của những người này không ai mang khẩu trang hết. Như tin tức chúng tôi đã loan từ ngày hôm qua đó là quan tòa thẩm phán liên bang ở Florida đã chính thức bác bỏ lệnh mang khẩu trang bắt buộc của cơ quan CDC nhắm vào các phương tiện giao thông công cộng, máy bay, xe lửa, xe bus, vân vân, Greyhound. Thì đây là bức ảnh mọi người vui vẻ. Họ nói hôm nay, thưa quý vị, là ngày thứ 701. Khủng khiếp không? Nước Mỹ và cả thế giới, nhất là nước Mỹ, đã trải qua 701 ngày tính từ ngày khởi đầu mà lệnh mang khẩu trang bắt buộc được đưa ra và ban hành và được tuân thủ trên hầu hết 50 tiểu bang của nước Mỹ. Thế nhưng đến ngày thứ 700 thì lệnh này mới được hủy bỏ. Thì sáng nay tin tức nói rằng là bên phía chính phủ Joe Biden thì họ nói có thể là họ sẽ đưa vấn đề này ra lên tòa kháng án. Thì họ nói chuyện với Bộ Tư pháp Hoa Kỳ. Thì ông Bộ trưởng Tư pháp Hoa Kỳ nói đó, cái đó tùy vào cơ quan CDC họ có muốn chống lại lệnh của tòa liên bang hay không. Tuy nhiên sau 2 ngày thì xem ra CDC, bởi vì họ nói việc mà mang khẩu trang, kéo dài cái chuyện mang khẩu trang lẽ ra là kết thúc rồi đó, mà kéo dài thêm 2 tuần nữa đó là để xem có cái tình trạng lây nhiễm Omicron BA2 nó sẽ diễn tiến như thế nào. Cho nên vì đã sắp hết trong cái thời gian 2 tuần đó thì cơ quan CDC nói rằng chắc có thể là sẽ không có kháng án. Và ở tại phi trường thì mặc dù một số người họ vẫn ngại cho nên họ vẫn còn mang khẩu trang, nhưng mà khi ra đến phi trường mà không thấy ai mang khẩu trang thì mọi người rất là mừng rỡ, không cần thiết lên máy, nhất là phải lên máy bay mà mang khẩu trang nữa. Ngay cả các hãng hàng không ngay lập tức họ cũng hủy bỏ luôn. Và tiếp viên hàng không cũng không mang khẩu trang. Thì cái tùy đó, cái chuyện đó là tùy theo mỗi người họ có muốn hay không, chứ còn không có bắt buộc nữa, thưa quý vị.